Vâng, An Thịnh xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác nuôi ong trong toàn quốc. Hôm nay rất là vui được quay trở lại với các bác với một cái chủ đề rất quen thuộc đối với người nuôi ong, đó là kiểm tra tổng thể đàn ong trong một trại ong. Thì hôm nay các bác thấy là chúng tôi là ngày hôm nay là ngày 11 tháng 11. Đấy, thời điểm này là nắng ấm, thích hợp với việc chúng ta kiểm tra ong. Đấy, thì trại ong của chúng tôi ở đây là rất là để vị trí rất là đẹp, mát. Đấy, thời điểm này là ong đi làm cũng không như buổi sáng sớm. Thì chính vì vậy là chúng ta tiến hành kiểm tra là rất là thích hợp. Đấy, thế thì chúng tôi kiểm tra đàn ong, mục đích để làm gì? Để chúng ta đánh giá một cái đàn ong. Đấy, trong đó là bao gồm là cái thời điểm này á, là chúng tôi tiến hành là lao cầu. Đấy, và như những đàn này thì chúng tôi là nếu mà lao cầu được chúng tôi lao cầu, nhưng không chúng tôi vẫn phải kiểm tra tổng thể để đánh giá đàn ong, đánh giá chung. Đấy, và chúng ta sẽ kiểm tra tổng thể thì lần lượt. Đấy, những đàn nào cần kiểm tra thì chúng ta phải kiểm tra tổng thể để chúng ta đánh giá được một cái sân ong nói chung. Thế thì cách kiểm tra thì nó có nhiều bước để chúng ta tiến hành kiểm tra. Đấy, sau đây là tôi sẽ tiến hành thao tác cái kiểm tra đàn ong này. Đấy, đấy, nếu như các bác là đã nuôi ong chuyên nghiệp thì các bác lấy đây là một cái tài liệu để các bác tham khảo thôi. Thế còn các bác mà muốn nuôi ong thì nhiều bác là kiểm tra đàn ong nó không đúng cách, mà các bác là đánh giá là nó chưa đúng. Thế là nhận định của các bác là nó cũng chưa được chuẩn xác. Đó là một số các bác là mới nuôi là như vậy. Thế còn các bác đã nuôi rồi thì là các bác thành thục rồi. Thì mong các bác là sẽ đóng góp dưới phần cái video chúng tôi làm hôm nay, để chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và có những gì các bác chia sẻ thêm để chúng tôi lấy kinh nghiệm của các bác để làm cho cái sân ong của chúng tôi là mỗi ngày một phát triển. Thế bây giờ là tôi sẽ tiến hành kiểm tra. Mời các bạn là các bác là sẽ theo dõi đến cuối video để chúng ta đánh giá cùng với chúng tôi. Xin tôi được bắt đầu. Khi kiểm tra đàn ong, các bác lưu ý là chúng ta mở lắp thùng ong cũng hết sức nhẹ nhàng. Chúng ta đưa một đầu lên. Đấy, chúng ta đấy, đưa lắp thùng ong về phía sau của thùng ong. Đấy, như vậy là tôi đứng đây là nó sai vị trí. Đấy, chính vì vậy là tôi phải chuyển vị trí sang phía của cái ván ngăn để chúng tôi kiểm tra. Về đánh giá sơ bộ bên ngoài, đàn ong này là quân đi làm về là trung bình. Đấy, lượng ong trong thùng nó không chưa được mạnh. Đấy, thì chúng tôi kiểm tra xem là cái vấn đề trong cái đàn ong này nó có vấn đề gì, để chúng ta kịp thời là điều chỉnh. Nếu như có sâu bệnh chúng ta xử lý vào sâu bệnh. Nếu như đàn ong này nó quá yếu thì chúng ta là phải điều chỉnh để cho nó mạnh lên. Bằng cách nếu quá yếu ta phải rút cầu, cầu nào xấu ta bỏ đi. Đấy, nếu như có những cầu mà nó quá xấu mà chúng ta không sử dụng được thì ta bỏ đi. Nếu còn có thể dùng được thì chúng ta xén bớt đi để đưa vào các đàn mạnh để nó sẽ tiến hành là sửa cầu, nó xây tiếp. Thế về cách kiểm tra thì chúng ta tiến hành. Thứ nhất, ta nhẹ nhàng đưa hai ngón tay cái, chúng ta tách cái ván ngăn ra ngoài, chúng ta đưa xa ra bên ngoài. Thế và ta lần lượt ta tách cầu ong ra, đưa về phía sau. Chúng ta làm hết sức nhẹ nhàng. Đấy, chúng ta làm hết sức nhẹ nhàng. Đấy, ta đưa ong từ từ lên, không được va quẹt vào hai thành của hai bên thùng. Đấy, như vậy là làm như thế nó sẽ chết ong. Đây là chúng tôi đánh giá đàn ong để các bác nắm được. Đàn ong này là chưa có nhu cầu xây tầng. Đấy, nhận định ban đầu là cái cầu ong là như vậy. Lượng quân là chưa nhiều. Đấy,
Mặc dầu là cái đàn ong này nhá, các bác nếu mới nuôi ấy, các bác đánh giá, chúng tôi đánh giá để các bác nắm được là cái con ong nó xây nó không được đẹp lắm. Đấy, các cái góc này á thì là nó còn rất là xấu, nó chưa cơi vuông. Đấy, mà lượng ong lôm trên bánh tổ là rất là thưa. Tuy nhiên cái lượng nhộng là cũng khá nhiều. Đấy, như vậy đánh giá cái cầu ong này là dấu hiệu là ong là trung bình, ong lành không dữ, nó không xáo trộn. Thì cầu thứ nhất ta đánh giá như vậy, ta nhẹ nhàng đưa xuống. Đưa xuống ta khép ngay bán ngăn nó vào để cho ong nó ổn định phía dưới, nó không xáo trộn lên phía trên. Ta lần lượt kiểm tra cầu thứ hai, cách đưa lên cũng như cầu số 1. Vâng, đàn ong này á là đã xây xong bánh tổ và nó đã đẻ toàn bộ vào cái tổ mới, à cái bánh tổ mới. Các bạn thấy là nó xây là tương đối là đẹp. Như vậy là đàn ong này, là cái cầu ong này thì không có dấu hiệu gì là bất thường. Đấy, tuy nhiên ta đánh giá luôn là cái lượng mật cho đàn ong này là hơi kém. Như vậy là chiều nay là tiến hành phải cho ong ăn ngay. Đấy, đấy, cái này là cầu mới xây rất là đẹp, đã xây xong. Khi kiểm tra xong cầu, ta đưa ngay cái thước ngăn vào, chúng ta cho nó ổn định cái cầu ong. Các bác làm chậm thôi, nó nhẹ nhàng thôi thì con ong nó sẽ không đốt chúng ta. Vâng. Tiếp theo, cầu thứ ba. Các bác lưu ý là khi chúng ta xem thì cũng khó có thể tránh được là ong nó đốt. Thế như vậy nếu như mà ong nó đốt vào tay chúng ta thì chúng ta phải nhanh chóng đi rửa tay. Đấy, đi rửa tay sau đó chúng ta mới tiếp tục vào làm. Đấy, mà có những đàn ong nó không bất, nó không bình thường là nó vẫn tiến hành rửa tay rồi nhưng vẫn tiến hành đốt. Thì chúng ta là phải dừng ngay kiểm tra. Đấy, không cố. Đấy, chúng ta kiểm tra sau. Như đàn ong này thì là nó cũng không đến nỗi dữ lắm, chúng ta vẫn tiến hành kiểm tra được. Đấy, và các bác lưu ý như thế. Kiểm tra ta đưa tay xuống nhẹ nhàng, không làm nhanh quá. Ta kiểm tra cầu thứ ba, chúng ta đưa lên ngang tầm mắt, chúng ta kiểm tra. Đấy, đàn ong này thì là cầu ong này chúng ta đánh giá là nó cũng là loại trung bình. Chính vì là nó đang mới xây xong một bánh tổ, do vậy là nó hơi thưa quân. Đấy, đây con chúa đây. Đấy, chúng ta thấy là con chúa rất là dài, thon, đẹp, màu bóng. Chúng ta đánh giá con chúa này, con chúa tốt, đang có sức đẻ rất mạnh. Đấy, thế mà lượng mật ở cái cầu này thì hơn các cầu khác. Nhưng nói chung là đàn ong này là đang là đói, là chúng ta phải cho ăn. Đấy, như vậy là ta kiểm tra xong 3 cầu ong trong một đàn ong. Đấy, nếu ta thấy còn ong nó nôm ở nhiều phía trên
thì ta nhẹ nhàng thổi, không nên thổi quá mạnh. Thổi nhẹ nhàng để cho con ong chui hết về phía dưới thì chúng ta tiến hành khép cổ ong lại. Đấy, sẽ không bị kẹp ong. Nếu chúng ta để kẹp ong thì đương nhiên là chúng ta bị ong đốt. Thế còn đối với quan niệm của con ong thì con ong nó là cái loại sinh vật, khi chúng ta là dỡ tổ ra đó là cái hành động phá tổ của con người. Thế do vậy nó phải là phải bảo vệ nó phải là đốt. Thế chúng ta làm nhẹ nhàng, làm đúng cách thì nó sẽ không đốt. Thế các bác làm mạnh tay, làm không đúng cách này sẽ bị ong đốt. Mà các bác là nhiều các bác nhát ong là khi bị ong đốt là chán rồi không muốn làm nữa. Nó mất việc. Đấy. Kiểm tra xong, ta khép chặt lại để đàn ong nhanh chóng ổn định. Một cái lưu ý với các bác là như thế này. Chúng ta không được kiểm tra đàn ong quá lâu. Đấy, một cầu ong ta kiểm tra là đánh giá nhanh. Đấy, và có sổ sách. Chúng ta ghi chép luôn đánh giá chung đàn ong như này. Đàn ong 3 cầu. Một cầu mới xây hoàn thiện, trứng đẻ đều đẹp, chúa tốt. Đấy, lượng mật là trung bình, là phải cho ăn. Đấy, như vậy là chúng ta đánh giá sơ bộ như vậy. Đấy. Và ta ghi vào sổ sách đàn số bao nhiêu. Đấy, các bác có ít thì không cần thiết, nhưng nuôi nhiều là các bác phải đánh giá được và đánh dấu để chúng ta đánh dấu. Và sau đó là ta đánh giá chung cả sân ong. Đấy, như vậy là tôi đã hoàn thành xong một cái công việc là kiểm tra tổng thể một đàn ong và đánh giá sơ bộ đàn ong. Đấy. Như này là tôi đã có mang sổ sách, trong sau đó là tôi sẽ ghi toàn bộ cái nội dung kiểm tra vào sổ sách của chúng tôi để chúng tôi kịp thời điều chỉnh. Đấy, như phần trên tôi đã nói là kiểm tra để mục đích như vậy. Đấy, nhiều các bác là kiểm tra xong là không biết đàn này nó là thế nào cả. Xong về là đi ăn cơm rồi đi ngủ nghỉ là không biết là đàn nào là cần điều chỉnh, đàn nào cần phải giải quyết các vấn đề là còn lại. Phải không? Thế thì hôm nay được rất là vui được chia sẻ với các bác là cái nội dung kiểm tra tổng thể đàn ong. Cuối cùng là xin được chúc tất cả các bác nuôi ong trong toàn quốc. Chúng ta luôn đồng hành với mạnh khỏe vui vẻ và đồng hành với An Thịnh chúng tôi để cùng nhau là phát triển cho đàn ong của mình nói chung và chia sẻ cho các bác mới nuôi ong là quê hương các bác để chúng ta cùng phát triển. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bác và xin kính chào tạm biệt các bác.